Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video điểm tin game của mình ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn những tựa game mới đỉnh cao sắp ra mắt trong tháng 1 năm 2018 nha các bạn. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video lại để nhiều người cùng xem nha các bạn. Và mở đầu năm mới 2018, làng game thế giới đã đón chào khá nhiều những tựa game chất lượng đỉnh cao và cực kỳ hấp dẫn đó các bạn. Game đầu tiên mình muốn nói tới đó là game Street Fighter V Access Edition, được phát hành trên hệ máy PS và PS4, ngày phát hành 16 tháng 1 tới đây nha các bạn. Nhân kỷ niệm 30 năm ra đời dòng game Street Fighter, nhà phát triển Capcom đã quyết định cho ra mắt phiên bản đặc biệt mang tên Access Edition. Đây là phiên bản tổng hợp với nội dung đầy đủ của tất cả các phần Street Fighter đã xuất hiện từ trước tới nay. Trong phiên bản này thì các nhân vật cũ như Ryu, Chun-Li, Chun-Li, Nat hay Ambition sẽ quay trở lại cùng với nhiều nhân vật mới, mang tới cho các bạn nhiều sự lựa chọn trong phong cách chiến đấu nha các bạn. Về mặt lối chơi thì Street Fighter V Access Edition mang tới cho cơ chế chiến đấu mới chủ yếu xoay quanh Vigorous và Acid Spacer, cung cấp các lớp nhân vật đa dạng với chiều sâu đột phá nhé các bạn. Và game thứ hai chúng tôi muốn nói đến đó là Gistana Zombie, được phát hành trên hệ máy PS4 vào ngày 18 tháng 1 năm 2018 tới đây nhé các bạn. Phiên bản game chuyển thể từ bộ manga hài cực kỳ nổi tiếng Gistana đang được Bandai Namco phát triển với tên gọi Gintama Rambo. Bám sát nội dung của truyện tranh, Bandai Namco hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một tựa game thật chất lượng với những pha hành động đậm chất Nhật Bản và tạo hình nhân vật tuyệt đẹp đó các bạn. Như bước ra từ những trang truyện tranh, game sẽ được phát hành trước tại Nhật và sau đó thị trường Bắc Mỹ và trên toàn cầu nha các bạn. Và game tiếp theo chúng tôi muốn mang đến cho các bạn đó là Lost Sphere, được phát hành trên hệ máy PS4, PC, Nintendo Switch, ngày ra mắt ấn định 23 tháng 1 năm 2018 tới đây nha các bạn. Cốt truyện của Lost Sphere xoay quanh Katana, một cậu bé bất ngờ bị ngất ở một nơi xa lạ và phải đi đường trở lại quê hương của mình. Điều đáng chú ý rằng trong cuộc hành trình trở về nhà, Katana cùng những người bạn của mình bất ngờ phải cố gắng phục hồi lại thế giới, nếu không sẽ bị lãng quên mãi mãi. Trên thực tế thì Lost Sphere có thể xem là tựa game nối tiếp của I Am Setra khi sở hữu nền đồ họa gameplay khá tương đồng. Điểm nhấn của Lost Sphere đến từ lối đánh theo lượt turn based cổ điển với tổ đội 4 người. Trong trận đấu, các nhân vật có thể cùng lúc thực hiện các đòn combo giữa 2, 3 tới 4 người, gây sát thương mạnh đi kèm các hiệu ứng bốc khác đó các bạn. Và game tiếp theo không thể bỏ qua đó là Dragon Ball FighterZ, được phát hành trên hệ máy PS4, Xbox One, PC, ngày phát hành 26 tháng 1 năm 2018 đó các bạn. Các bạn đến với Dragon Ball FighterZ, các bạn sẽ được gặp lại những nhân vật vô cùng quen thuộc của mình nhé các bạn, như là Goku, Vegeta, Cell, Frieza, Manbenbu và nhiều hơn nữa. Với người hâm mộ, việc mỗi năm được chào đón tựa game Dragon Ball mới đã trở thành thói quen khó bỏ. Và hy vọng năm 2018 này, Dragon Ball FighterZ sẽ đáp ứng được kỳ vọng cũng như sự mong đợi của họ. Theo dự kiến thì game sẽ được phát hành trên 3 nền tảng PlayStation 4, Xbox One và PC. Với phiên bản Switch thì hiện game vẫn chưa có thông tin nào đó các bạn. Và game cuối cùng, cũng như game thứ 5 mình muốn nói tới với các bạn đó là Monster Hunter World, được phát hành trên hệ máy PS4, Xbox One và PC, ngày phát hành thì ấn định vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Monster Hunter World là tựa game đầu tiên trong series Monster Hunter được Capcom đưa lên PC, và hơn thế nữa đây cũng là tựa game trong series được xây dựng dựa theo hướng chơi online đó các bạn.
nhìn chung Monster Hunter World có thể được xem là một tựa game online có phần na ná giống với Phantasy Star Online 2. Trong Monster Hunter World, các bạn sẽ tập trung vào lối chơi PvE mà không phải là PvP nha các bạn. Trong game, các bạn có thể solo hoặc tập tổ đội cùng đi săn raid, săn quái vật để luyện level, săn đồ và nhiều thứ khác. Đặc biệt hơn rằng do được xây dựng theo motif game online nên Monster Hunter World sẽ xây dựng theo phong cách thế giới rộng lớn. Các bạn có thể sẽ tự do đi lại di chuyển quanh bản đồ và khám phá các vùng đất mới đó các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Một lần nữa mong các bạn ủng hộ bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video để nhiều người cùng xem nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào tạm biệt.